Xin chào các bạn, hôm nay tôi làm video này để giới thiệu với các bạn một mẫu đồng hồ Sanzai đang được bán tại hệ thống gian hàng Italy của chúng tôi. Như quý vị đã biết, thương hiệu đồng hồ Sanzai được ra đời từ năm 1893 từ Thụy Sĩ do chàng thanh niên 21 tuổi tên là Mikola sáng lập ra với khởi nghiệp là thiết kế và sản xuất ra những chiếc đồng hồ tốt nhất, bền nhất, thời trang nhất và có giá thành thấp nhất. Thương hiệu đồng hồ Sanzai không khoa trương hay quảng cáo ở bất cứ phương tiện truyền thông nào trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nhưng lại là thương hiệu đồng hồ làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam trong thời gian qua. Vâng, vì sao thương hiệu đồng hồ Sanzai lại được người tiêu dùng đón nhận như vậy? Bởi chất lượng tốt, giá thành phải chăng, mẫu mã đẹp, hợp thời trang và rất phù hợp với mọi lứa tuổi. Và hôm nay tôi giới thiệu với các bạn mẫu đồng hồ nam có mã là NO1200SA để các bạn tham khảo. Về size, mặt đồng hồ được thiết kế là size 42, phù hợp với cổ tay của người Việt. Vâng, khi đeo lên tay thì rất là vừa vặn và rất là phù hợp với cổ tay của người Việt. Vâng, về mặt đồng hồ được thiết kế trẻ trung, tinh tế, lạ mắt bởi cọc số được thiết kế bằng số La Mã cổ điển ô thứ được đẩy lên cọc số 10 giờ, ô lịch ngày vẫn giữ nguyên ở cọc số 3 giờ truyền thống. Máy đồng hồ được lắp máy là Miota, vâng, máy Miota của Nhật Bản. Dây đồng hồ là được làm từ thép không gỉ 316L, vâng, rất chắc chắn sáng và bền bỉ. Độ chịu nước của chiếc đồng hồ này là 3 ATM, có nghĩa là cho phép bạn đi mưa rửa tay thoải mái. Màu sắc của đồng hồ thì sẽ có rất nhiều màu, như là màu mi, màu trắng, màu vàng hoặc là màu vàng mặt đen, màu vàng mặt trắng, màu đờ mi mặt đen, rồi mặt ghi, rồi mặt xanh, rất là nhiều màu sắc để cho các bạn lựa chọn. Đánh giá chung về mã đồng hồ này, riêng cá nhân tôi nhận định rằng đây là một mẫu đồng hồ ăn điểm bởi thiết kế là hài hòa, tinh tế và tạo nên sự khác biệt cho bạn, sự tự tin khi bạn sở hữu em nó. Đây các bạn thấy không ạ? Mặt đồng hồ rất là đẹp, đơn giản nhưng mà rất là tinh tế, khi đeo lên thì phải nói là một chiếc đồng hồ rất là đẹp. Dây được thiết kế với mặt rất là hài hòa, chắc chắn. Mẫu đồng hồ này có giá bán trên 2 triệu đồng thì đây là mẫu đồng hồ nằm trong tầm tay của các quý ông có thể sở hữu em nó, không quá đắt. Với giá hơn 2 triệu đồng mà quý vị sở hữu một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Sĩ, thì đây là một mức giá rất là phải chăng, phù hợp với túi tiền của người dân Việt mình. Vâng, trên đây là giới thiệu sơ bộ về mẫu đồng hồ Sanzai NO1200SA. Các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ với chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian xem video. Thấy hay hãy đăng ký, like và chia sẻ để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.